Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Bão số 13 đổ bộ vào hòa Tĩnh, Quảng Trị, miền Trung mưa lớn trong hai ngày. Hồi 10 giờ ngày 15 tháng 11, tâm bão số 13 ở ngay bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 12. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 13, tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 9 giật cấp 11. Ở đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 10 giật cấp 13. Trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 7, cấp 8 giật cấp 9, cấp 10. Ở các tỉnh Trung Bộ đã có mưa to, đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm. Hồi 10 giờ ngày 15 tháng 11, vị trí tâm bão số 13 ở vào khoảng 17,3 độ vĩ Bắc, 107,0 độ Kinh Đông. Ngay trên bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 60 đến 90 km h giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 6 giờ tới, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 15 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 106,0 độ Kinh Đông, trên đất liền Hà Tĩnh Quảng Bình, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6, 40 đến 50 km trên 1 giờ, giật cấp 8. Trong 6 đến 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, đi sâu vào đất liền và truy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 6 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, dịch từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 16,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây Kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió dịch mạnh. Gió mạnh, sông lớn trên biển Nước dân do bão vùng ven biển, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, bao gồm cả huyền đảo Cồn Cỏ, có mưa bão, gió mạnh cấp 8 cấp 9 giật cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 m, biến động rất mạnh, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyền đảo Bạch Long Vĩ có gió đông bắc mạnh cấp 7 cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biến động rất mạnh. Ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, nước dâng do bão cao 0,5 m, nguy cơ ngập úng xảy ra ở vùng trũng thấp ven biển cửa sông, đầm phá tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Trên đất liền từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, dịch cấp 11. Từ nay 15 tháng 11 đến ngày 16 tháng 11, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 70 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực Đông Bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do báo cấp 3 Người đàn ông bật khóc nói không cần tiền, chỉ xem xe đi thôi, ở Trà Leng đã đoàn tụ với vợ con. Gặp vợ con An Nguyễn Cao Tùng mới hết lo sợ vì họ vẫn còn sống, không có gì, bằng được ở bên người thân, chỉ quá buồn vì bố vợ đã qua đời. Mắt người đàn ông vẫn nó hoe khi nhắc về chuyện người bố vợ bị núi vùi lấp Mới ra, câu chuyện của anh Nguyễn Cao Tùng, 32 tuổi, ngủ ở Trà Len với gương mặt đầy lo lắng bật khóc nước nở khi hay tin bố vợ đã tử vong do bị rách đá vùi lấp. Người vợ đang mang bầu cùng hai con nhỏ đã được đưa xuống Bệnh viện Tâm Kỳ, thành phố Tâm Kỳ, Quảng Nam để điều trị, đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Được biết, anh Tùng đang làm thuê ở xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, Quảng Nam. Khi nghe tin quê bị sạch lở núi nghiêm trọng, anh đã vội vàng bắt xe về quê. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của báo, đường xã bị sạch lở, nên anh tìm cách lội qua con rối rồi đi bộ mất hơn một ngày mới tới Tra Leng. Gia đình có bốn người, ông già vợ chết rồi, ở dưới đó còn vợ, hai đứa con và một đứa trong bồn nữa, anh Tùng nói khi gặp được đoàn tư thiện. Lúc này, thành viên của đoàn tư thiện có đưa cho anh một triệu đồng để lo cho gia đình, nhưng người đàn ông đã lắc đầu nói, em không cần tiền, cho em xin xe đi thôi. Sau khi được mọi người đồng viên, người đàn ông mới nhận tiền và cắt vào túi. Anh Tùng kể lại, 3 giờ chiều ngày 30 tháng 10, anh về đến tiệm tập hóa trên đường vào nhà, thì nghe một người dân nói, đừng về, vợ con đưa hết xuống bệnh viện dưới tâm kỳ rồi. Không nghĩ được gì, anh bật khóc, quay ngược ra đường đón xe tìm vợ con. Chính tôi đi như vậy buồn đói, gặp mấy anh chị từ thiện, tôi xin đi xe mà họ cho tiền. Tôi sợ họ không cho đi nên tôi nói em không nhận tiền, em chỉ cần xin xe đi thôi, anh Tùng kể. Anh Tùng nhờ đi xe đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam lúc 20h30 ngày 30 tháng 10, gặp vợ con anh mới hết lo sợ vì họ vẫn còn sống, không có gì bằng được ở bên người thân, chỉ quá buồn vì bố vợ đã qua đời. Mắt anh vẫn đỏ hoe khi nhắc về chuyện người bố vợ bị núi vùi lấp Chị Hồ Thị Hà, 26 tuổi, vợ của anh Tùng cho hay, anh Tùng là lao động chính trong nhà, thu nhập ba cọc ba đồng không đủ trang trải cuộc sống, chỉ ở nhà nuôi con làm vườn. Sau cơn bão số 9, cơn nhà tạm bờ của gia đình đã bị tóc máy, do đó sau khi chữa trị cho hai con, anh chị sẽ kiếm tiền để lợp lại mái nhà. Bão số 13 đổ bộ vào hòa tỉnh Quảng Trị, miền Trung mưa lớn trong hai ngày. Hồi 10 giờ ngày 15 tháng 11, tâm bão số 13 ở ngay bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 12. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 13, tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Ở đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Trên đất liền ven biển Thư Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Ở các tỉnh Trung Bộ đã có mưa to, đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm. Hồi 10 giờ ngày 15 tháng 11, vị trí tâm bão số 13 ở vào khoảng 17,3 độ vĩ Bắc, 107,0 độ Kinh Đông. Ngay trên bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 60 đến 90 km h giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 6 giờ tới, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 15 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 106,0 độ Kinh Đông, trên đất liền Hà Tĩnh Quảng Bình, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6, 40 đến 50 km trên 1 giờ, giật cấp 8. Trong 6 đến 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 6 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, dịch từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 16,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây Kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió dịch mạnh. Gió mạnh, sóng lớn trên biển Nước dân do bão vùng ven biển, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, bao gồm cả huyền đảo Côn Cỏ, có mưa bão, gió mạnh cấp 8 cấp 9 giật cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 m, biến động rất mạnh, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyền đảo Bạch Long Vĩ có gió đông bắc mạnh cấp 7 cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biến động rất mạnh. Ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, nước dâng do bão cao 0,5 m, nguy cơ ngập úng xảy ra ở vùng trũng thấp ven biển cửa sông, đầm phá tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Trên đất liền từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, dịch cấp 11. Từ nay 15 tháng 11 đến ngày 16 tháng 11, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 70 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực Đông Bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm cảnh báo cấp độ rơi ro thiên tai do báo cấp 3